Vâng, xin chào anh chị quý khách, chào mừng anh chị đã quay lại kênh Toàn Trung Ô tô Gia Lai. Thì rất là nhiều anh chị quan tâm đến xe ô tô nhưng mà cũng quan tâm đến xe máy cho người nhà và người thân, rất là thích cái video trước của Toàn và mong muốn Toàn có gì sản phẩm gì mới của Honda thì quay cho anh chị. Thì có một sản phẩm mới của Honda đó là AB160 mới ra, quay và báo giá tham khảo cho anh chị hết. Thì em sẽ ngày hôm nay tiện xuống chuyến công tác ở xứ dưới Quy Nhơn, sẵn em quay cái cửa hàng Toàn Trung 7, cửa hàng Toàn Trung 7 trong hệ thống của cửa hàng em. Em sẽ có một lời hứa với anh chị đã quay từ 1 đến 7 nhưng mà bữa nay tiện em hẹn khách ô tô ở Toàn Trung 7 thì em quay luôn cho anh chị. Anh chị nào quan tâm đến các sản phẩm xe máy thì hãy xem video này nha, còn không có thì cứ tham khảo. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Bây giờ cùng theo Toàn vô coi sản phẩm mới của Honda mới ra, đó là AB160 là gì, có chức năng gì mới và giá cả bao nhiêu nha. Ok, chào em. Dạ. Hello em. Chào anh. Ừ, sao hôm nay buồn vậy, sáng giờ bán ế sao vậy? Không có, sáng giờ bán nhiều quá nó mệt nè. Lên video chuẩn bị là chuẩn bị bán em lên video tiếp. Chuẩn bị cưới chồng giàu rồi có mệt không? Yeah, chuẩn bị cưới chồng giàu. Vậy tích cực quay video mới được. Anh chị nào quan tâm đến xe thì hãy liên hệ với Trà nha anh chị. Trà đây là ba mấy tuổi ta? Mệt quá, người ta hai mấy tuổi à. Hai mấy, anh xin lỗi do anh đón sai. Anh đón xe, chất lượng xe đúng đó. Người ta 26 tuổi. Là chưa gì hết đúng không? Chưa gì hết á. Ok. Chưa con cái gì luôn. Chưa có gì hết. Ok. Thì anh chị nào mua xe thì liên hệ Trà nha anh chị. Trà sẽ tư vấn cho anh chị tất cả những sản phẩm mới bên Honda của em, tất cả chương trình. Và Trà cũng rất là nhiệt tình anh chị, rất là nhiệt tình. Gần như là xuất sắc nhất Quy Nhơn á, nhân viên bán hàng xuất sắc nhất Quy Nhơn đúng không? Sẽ giới thiệu với anh chị dòng sản phẩm mới của Honda, đó là AB160. Cái này ra mắt cái đây được bao nhiêu ngày rồi ta? Cái này thì sản phẩm này được thông báo bán chính thức là ngày 31 tháng 5. Là bây giờ ra mắt cho khách hàng xem nhưng còn chưa có thông báo bán chính thức. Ra mắt khách hàng xem nhưng mà mua vẫn bán chứ? Mua vẫn bán chứ. Tiền mà sao cưỡng là được. Rồi, cái này AB160 đúng không? Có gì mới thì sẽ đi vào vấn đề anh chị về ngoại hình á. Trước là quay đằng sau thử, quay đằng sau. Anh thấy đâu có gì khác đâu ta? Ngoại hình thì hầu như nó dựa trên ý tưởng của 150 thôi, cũ. Vẫn form dáng đó đúng không? Honda, dòng sản phẩm của Nhật nhất là Honda họ ít thay đổi mẫu mã để khỏi mất giá trị những khách hàng, tiền sử dụng của khách hàng trước. Dạ. Mất model nó mất mẫu á. Mà dòng xe AB này thì chỉ nâng cấp lên từ một động cơ 150 lên thành động cơ 160. Với lại là cái động cơ EB của dòng đời cũ kia. Cải tiến lên thành EB cộng. Đây EB thường kia đúng không? Dạ. Đây EB thường đây anh chị. EB thường đây là tem trắng đây. Tem trắng. Còn EB cộng ở đây hả? EB cộng là đây. EB cộng đó nó có dấu cộng mà tem nó màu xanh này. Nhưng mà cái mà rõ ràng và thiết thực nhất cho khách hàng là cái động cơ của nó nâng cấp rất là nhiều nha anh chị. EB cộng là gần như là phiên bản nâng cấp cuối cùng của thằng Sega trong năm nay rồi đó. Nó là mấy van ta? Cũ là 2 van đúng không? Cũ 2 van, cái EB cộng này là 4 van. 4 van gần như gấp đôi, Van là có nghĩa là nó giúp cho khả năng tăng tốc của xe nó được tốt hơn, chạy nó nhẹ hơn. Anh thấy EB thường anh có một chiếc mà đi nó đã nhẹ rồi, cũng đã phù hợp rồi. Mà bây giờ EB cộng thì đi nó còn nhẹ nhàng hơn nữa. Mà giá nó có thay đổi gì không? Giá thì EB160 này thì giá xe mà nếu mình khẩu ở huyện anh là... Bây giờ mình tính ở phố luôn đi. Phố luôn hả? Phố là 61.800.000 cho phiên bản này. Còn mà 150 là... 150 thường. Là phiên bản thường là 59.800.000 trên lọt giữa chiếc này với lại chiếc này là 2 triệu. 2 triệu đúng không? Dạ. Thế hệ cũ thế hệ mới là 2 triệu. Dạ. Đa phần người ta nếu mà vậy người ta mua thế hệ mới hết. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà 160 đây thường thường là các bạn những người lớn đúng không? Những cái bạn thanh niên người thích thôi, chứ còn mà đa phần gia đình hoặc là kia thì em cũng khách hàng bình thường em tư vấn 125 nó cũng dạ. Chạy nó cũng ok rồi, màu mè nó giống nhau. Tùy khách hàng nào có nhu cầu nào là em sẽ tư vấn theo dòng đó cho khách hàng. Cái cốp nó nghe anh nghe nói cái cốp nó to hơn à? Dạ, dung tích cốp thì hiện tại đối với dòng cũ á thì từ 22,7 lít.
Dòng mới thì là 23,2 lít, nó tăng lên 0.5 tích lít. Nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái để được hai mũ bảo hiểm chứ hả? Dạ, hai mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân khác. Nó cũng rộng. Đó, xe ga là thích nhất cái cốp á. Rồi có thêm cái gì đây? Cái này thì cổng sạc thì đời cũ vẫn có. Ủa, xe anh xe anh không có, nhưng mà sau này là đời kia có không? Dạ có. À. Trong cổng sạc với lại đèn. Đèn chiếu đúng không? Dạ. Để xài ban đêm. Ủa, cái đời đó cũng có hả? Dạ có. Nghe nói anh thấy nó khác biệt cái ổ khóa nữa hả? À, ổ khóa để một phát là quặn được luôn nè. Chứ ổ khóa kia là phải nhấn nút D hả? Thao tác D xong rồi mới quặn. Dạ. Đây mốt, nó tiện hơn. Mốt thì làm gọn lại xíu chứ còn gần mốt cũng đẹp hơn. Mốt dạ. Cũng đẹp hơn. Mốt cũ thì to hơn một xíu, to hơn. Đây gọn hơn mà nó đẹp hơn. Anh thích gọn và đẹp ha. Đó, thì giá cả thì nó có rồi anh chị, cái giá. Giá cả thì nó là như vậy. Nhưng mà anh chị mà tới mà mua và ủng hộ bên Toàn Trung á thì nó cũng sẽ có cái sự ưu ái và sự khác biệt nữa. Những cái sản phẩm của Honda á, là anh chia sẻ với các bạn rồi, những cái sản phẩm của Honda thì nó rất là thiết thực và nó phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam từ ngày xưa đến giờ, nên là nhắc đến xe máy là người ta nhắc tới Honda. Nên là mình cũng không có cần mà quảng cáo gì nhiều về chất lượng kia, là nó vô vào tiềm thức của người Việt Nam rồi. Quan trọng là những cái sản phẩm xe Honda này thì em hướng tới là chất lượng, chăm sóc, phục vụ khách hàng và khơi gợi là cái gì, khơi gợi được cái sự mong muốn và nhu cầu của khách hàng, mong muốn nhu cầu ha. Và cái quan trọng tiếp theo nữa là da cá đó. Biết da cá là gì không? Người Việt mình giải thực dụng lắm. Như vậy thôi, cạnh tranh từ hai cái đó thôi. Còn chất lượng xe mới thì Honda thì em là cửa hàng Honda chính hãng rồi, thì chất lượng của các dòng sản phẩm Honda thì anh chị biết rồi đó, nó rất là ok đó. Xe mới thì chỉ cần vậy thôi, chứ còn mà xe cũ anh thì anh lại khác. Ô tô cũ anh thì anh đi cái hướng khác, mỗi cái đi một hướng khác. Cũ anh thì anh không có cạnh tranh về giá đúng không, anh cạnh tranh về thứ nhất là chất lượng đầu vào, chất lượng sản phẩm. Người khác luôn luôn mong, luôn luôn nói với em đó, luôn luôn đặt cương vị của mình là khách hàng thì mình sẽ là best sale. Best sale chắc chắn luôn. Em mà đặt cương vị giống như em là người đi mua hàng, em những cái gì tốt nhất khách hàng em sẽ là best sale đó. Anh cũng vậy, anh là xe cũ cũng vậy, anh vô cái ngành nghề gì vậy, anh đi nhanh và anh tiến nhanh và Toàn Trung tiến nhanh là nhờ vậy. Luôn luôn là coi khách là người thân, người nhà của mình đó, với cái mong muốn và với cái tâm với nghề như vậy. Không cần mà gì nhiều hết đó, cần hai yếu tố thôi là chắc chắn em sẽ là best seller trong tương lai. Anh dạy ô tô đó, anh gì quan tâm vô là người ta thường thường là vô là quan tâm các nơi khác, các bạn khác là quan tâm, luôn luôn là quan tâm đến cạnh tranh về giá. Còn xe sản phẩm xe cũ á, cạnh tranh về giá thì đồng nghĩa cụ rẻ thôi, không có cụ thơm, thì luôn luôn là nó sẽ thiệt hại về sau khách hàng, thì luôn luôn là khách hàng nhớ và hận. Còn anh là luôn luôn cạnh tranh về chất lượng, là khách hàng luôn luôn nhớ và thương. Cái nó khác nhau nha. Rồi tiếp theo là cái 125 mới nè. 125 mới. Sao đụng vô là nó kêu vậy? Em đứng đây quay, đứng từ xe. Về 125 mới đây. Cũng đẹp ha. Nó cũng như nhau hết ha. Dạ, thay đổi xíu về tem. Về tem thôi đúng không? Dạ. Nó có nhiều bản không? 125 125 thì hiện tại nó ít hơn một bản. Bình thường thì mình có cái phiên bản là tiêu chuẩn, đặc biệt với lại giới hạn, thì bây giờ Ever đời mới này chỉ hai phiên bản, tiêu chuẩn với lại là đặc biệt thôi. Tiêu chuẩn và đặc biệt thôi đúng không? Dạ. Mở nhạc nhỏ thôi chứ để nó bản quyền á. Kêu bé lại tăng mở nhạc nhỏ thôi. Em ơi, mở nhạc nhỏ giùm chị đi bé. Bé ơi. Mở nhạc nhỏ giùm chị. Mở nhạc xíu. Rồi, chà, ra tiếp tục chà. Cái này là bản thể thao hả? Cái này là bản thể thao. Tiêu chuẩn hả? Cái này là bản tiêu chuẩn. Cái này tiêu chuẩn hả cha? Dạ, cái này phiên bản tiêu chuẩn này, hộ khẩu mà anh lấy hộ khẩu ở phố là giá là 50.500. 50.500. Còn bản đặc biệt thì là 52.400 anh. Mà mình không có cái đặc biệt ở đây hả? Đặc biệt thì, dạ chưa rồi anh. 52.400. Rồi. Thì cái dòng mà AB với bữa nay mình có AB mới thôi, chứ còn dạ. Các dòng đây như FH 350 thì đây cũng quá quen thuộc với anh chị rồi. 350 nè. Cái này 350 đúng không? Dạ. 170 mấy triệu đúng không? Đúng rồi, cái này 170 mấy triệu, nhưng mà cái dòng sản phẩm này đang có
rất là nhiều chương trình khuyến mãi nha, nên anh chị có nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ và thương lượng. Hiện tại thì trong showroom bên mình thì hiện tại đang có cái chương trình Wayfair đúng không? Cho Wayfair dạ. À. Ok. Wayfair thì là cái dòng xe số mà hồi xưa giờ là mình không cần phải review đâu. À. Mà hiện tại xe số ở đây thì nó bền và đẹp rồi. Dạ. Mà riêng dòng Wayfair em quay đi, em tập cho. Đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Ừ. Ví dụ như khách hàng mà đổi xe cũ lấy xe mới, lấy Wayfair nhà mình thì mình sẽ hỗ trợ xe cũ cho khách hàng cao hơn 2 triệu so với giá thị trường. Có bao nhiêu chương trình khuyến mãi cho Wayfair này? Cái dòng này thì có 4 chương trình ạ. À, 4 chương trình. 4 chương trình. Giá của nó là bao nhiêu tiền? Giá của xe Wayfair hộ khẩu ở phố là 23.400. 23.400 ở phố. Dạ. Thì có 4 chương trình. Dạ. Chương trình thứ nhất. Chương trình thứ nhất là khách hàng đổi xe cũ lái Wayfair thì bên mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng cao hơn 2 triệu, tức là cái giá xe cũ cao hơn 2 triệu sao? Cao hơn thị trường 2 triệu. Dạ. Rồi. Option thứ hai. Cái thứ hai là nếu khách hàng mua trả góp và bên mình hỗ trợ trả góp không lãi, không phí, không tăng giá xe. Tức là khách hàng còn bao nhiêu cái chia đều ra, không mất gì hết. Trả góp là không lãi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Chương trình thứ ba. Chương trình thứ ba thì nói mà khách hàng mua xe mới mà không có nhu cầu đổi xe cũ hoặc không nhu cầu trả góp thì mình vẫn hỗ trợ cho khách hàng 2 triệu, một phần quà 2 triệu tiền mặt. Một tiền mặt hay là thích phần quà gì vậy? Dạ đúng rồi, tùy khách hàng. Là ba chương trình. Dạ. Chương trình thứ tư thì nếu mà khách hàng mua xe Wayfair thì mình sẽ được hỗ trợ 6 lần thay nhớt tương ứng với 6 lần kiểm tra xe định kỳ này. Là được chọn trong một trong 4 chương trình đó. Chương trình quay thay nhớt thì xe nào mình cũng được thay. Còn một trong ba chương trình kia là chỉ chọn được một thôi. Dạ. Đúng không? Không có chơi combo đúng không? Dạ. Ok, thì chương trình đó các bạn trà cũng đã giới thiệu rồi. Thì anh chị nào quan tâm dòng Wayfair thì có rất là nhiều cái option như vậy nha anh chị. Anh chị nào thích cái option nào hoặc là phù hợp với cái nhu cầu của anh chị thì anh chị chọn thôi. Nói các bạn thì chọn lựa để hưởng được cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt nha. Cái dòng đây thì bền lợi xăng rồi, không có gì để mà nó huyền thoại rồi anh chị. Nó là Wayfair, là xe số, nó là huyền thoại rồi. Còn mấy xe này thì bữa em có báo giá hết rồi. Anh chị nào quan tâm thì trà có thể tư vấn. Số điện thoại liên hệ bán hàng là số mấy? Số điện thoại của em không anh? Số điện thoại của em là 0353374307. Không nhiêu? 0353374307. 307. Dạ. Rồi, đường dây nóng là 0563903939 nha anh chị. Nếu mà anh chị có cái thắc mắc hoặc là có phản hồi gì, tất cả gì về chương trình dịch vụ chính sách của Toàn Trung mà không đúng như mô tả, anh chị cứ phản hồi đó, tụi em sẽ hỗ trợ và giải đáp cho anh chị. Giờ tiến hành qua dịch vụ đi. Dạ. Tiếp khách đi. Cho anh mượn cái mic. Xong rồi, em xong rồi. Làm dịch vụ ở đây thì anh chị hoặc là mua hàng ở đây anh chị được sử dụng nước uống miễn phí, các loại nước ép đúng không em? Đây có trái cây nữa đúng không? Đây nè, có trái cây nữa anh chị, sướng hơn ô tô rất là nhiều. Đó, phục vụ rất là chu đáo, cái đó là cái đầu tiên á, cạnh tranh về chất lượng phục vụ. Còn đây là tất cả cái xe mà khách hàng bảo dưỡng nha anh chị, đang làm đúng không? Em đây cho phỏng vấn kỹ thuật phó đúng không? Làm gì? Lĩnh đúng không? Chương trình dịch vụ của mình có gì đặc biệt không? Thì nó đang có chương trình là giảm bảo dưỡng toàn bộ xe anh. Và có chương trình ví dụ như khách hàng thay thế phụ tùng là giảm 15% tiền phụ tùng và 20% tiền công. 15 phụ tùng và 20% tiền công nha anh chị. Là được chọn một trong hai hả? Hay là hai cái luôn? Hai cái luôn anh. Là 15 tiền 15% tiền phụ tùng và 20% là tiền công. Và có cái option nào mà từ đầu tháng giờ mà khách hàng chọn lựa nhiều nhất không? Là bảo dưỡng toàn bộ xe không? Bảo dưỡng toàn bộ luôn. Bảo dưỡng toàn bộ là nhiêu tiền? Tiền xe số là 250 là mình miễn phí cái tiền nhớt. Miễn phí thay chai nhớt luôn à? Chai nhớt đã hình như đã 85.000. 85.000. Còn cái xe ghe bảo dưỡng toàn bộ nó là phí nó là 300.000. Tặng miễn phí một bình nhớt là 105.000. Có hai cái option rất là nhiều khách hàng lựa chọn đúng không? Đây là tất cả các xe luôn nha anh chị, tất cả các xe luôn. Có Yamaha không? Có luôn ạ. Yamaha xe cũ tất cả các xe luôn nha anh chị. Toàn Trung triển khai cái chương trình rất là đặc biệt. Không phải là cứ phải mua xe Toàn Trung là được làm bảo dưỡng của Toàn Trung đâu anh chị. Anh chị cứ đi ở đây, em thì gần siêu thị nè, anh chị cứ đi siêu thị bên đây. Trong quá trình thì đi siêu thị anh chị cứ bỏ xe ở đây. Bỏ xe bên Toàn Trung là vừa giữ xe trong xe và làm bảo dưỡng.
toàn bộ cho anh chị luôn, rất là tiện mà chi phí nó rất là thấp. Chương trình này nó gần như là cửa hàng phải bù lỗ anh chị, bù lỗ tại vì kiểm tra miễn phí là nhiều lắm đúng không? Bao nhiêu hạng mục giống như xe đây đúng không? Đây các kia là từ là 55 hạng mục luôn anh. 55 hạng mục. Giờ kiểm là nó chia ra, giờ là kiểm tra hạng mục nhanh. 19 kiểm tra hạng mục nhanh về tất cả là kiểm tra hạng mục mình tre dầu bảo dưỡng xe cho khách này. Là như là gần toàn bộ giờ cái xe luôn. Xe luôn để cả rửa kiểm tra cuối. Rửa xe luôn, để miễn phí cho khách hàng luôn. Mà chỉ có với xe ga chỉ có 300.000 và xe số là 250 mà được thay nhớt luôn vậy, thay nhớt chính hãng của Honda luôn. Đó được giảm tiền công nữa. Nếu mà phát sinh phần cái lúc mà trong quá trình mà kiểm tra hết toàn bộ anh chị, vệ sinh lọc gió này nọ mà phát sinh cái gì mà trong xe mà nó xuống cấp hay gì đó sẽ báo khách hàng. Khách hàng đồng ý thì thay, không đồng ý thì mình bảo dưỡng lại cho. Vô dầu mỡ lại. Vô dầu mỡ và thay đó thì được giảm tiền phụ tùng nữa. Phụ tùng tiền công. Gần như là tháo toàn bộ xe ra để tháo kiểm tra. Toàn bộ xe luôn. Ví dụ như xe bên đây là đang bảo dưỡng toàn bộ xe này. Với xe ga nó là 300.000 tiền mình nhất miễn phí. Thay các hạng mục xe luôn, kiểm tra xe này anh. Thay phớt phụ tùng. Nói chung xe đây thay phớt phụ tùng cũng nhiều. Xe đó như chán cổ con này là mình thay thớt này. Đơn giá đúng không? Đơn giá 95.000 giảm 15%. Xe đây chạy 49.000 từ đời 2015 rồi. Mua ở nơi khác đúng không? Nơi khác đúng không? Chán cổ là hư 95 giảm còn 80.000. Nói chung có mấy chục ngàn hả? Đây tính ra có mấy chục à. Bố sau rồi cũng có 100 mấy giảm còn 336.000. Buri 95.000 giảm còn 81.000. Cái buri là cái quan trọng đó. Quan trọng nhất đánh lửa. Đánh lửa rồi nó là yếu á, là dẫn đến nó dư xăng. Dư xăng nó hao xăng. Nó không có đạt được mô men xoắn đúng không? Mà nó thay buri thì nó đốt sạch đốt hết và cái mô men xoắn nó cao, nó cũng lợi xăng. Cái buri là hồi giờ mấy cái xe của anh thay ô tô vậy. Hướng dẫn khách hàng thay hết. Mấy cái thay đó. Hết nó là một là kiểm tra nhanh anh, mới thay hết. An toàn khách hàng đi nó an toàn hơn. An toàn đó. Chạy sướng. Với lại cái cửa hàng em cũng là cửa hàng mới á, nó không như toàn trung 4, toàn 4 thì lượng khách hàng nó đông chờ đợi nó mệt. Đây cửa hàng của em là cửa hàng mới nên là cái lượng dịch vụ cũng ít á, nên là khách hàng tới thì cũng nhanh. Tuy là làm cái này rất là lâu, đây bao nhiêu phút ta? Thường thường là bao nhiêu phút? Làm đây tầm 4 tiếng á, bao nhiêu tầm 4 tiếng. Đó, 4 tiếng mà chị lấy cho anh chị 300.000 mà trong đó tặng một chai nhớt rồi. Gần như chắc chắn anh chị nghe là anh chị không làm xe máy thì anh chị nghe anh chị biết rồi, rẻ đó, rẻ nguyên cái xe đó ra. Xe mà ráp lại, vô dầu mỡ lại. Giống như rẻ nguyên cái xe ráp lại vậy anh chị. Vô hết dầu mỡ, như cái xe này cũng đang bảo dưỡng toàn bộ đúng không? Đó làm bảo dưỡng toàn bộ, rẻ hết cái xe rồi ráp lại. Các trang thiết bị là toàn là mới em sắm cao cấp nhất. Gần như là các công nghệ mới nhất, đẳng cấp nhất. Đó, cái thùng đồ nghề rồi cây nhớt của Honda. Máy đây máy chẩn đoán đúng không? Cũng có test hết đầy đủ hết đúng không? Dạ đầy đủ hết. Test lên màn hình cho khách. Và cái quan trọng nhất nữa là khách được. Nếu mà khách ở lại đây là được ăn uống nước miễn phí. Mì tôm trưa rồi. Mì tôm cũng có. Nước ép rồi trái cây, trái đồ nữa. Có nước ép nữa mà. Gần như là toàn bộ anh chị vô đây là toàn bộ gần như là đủ chi phí, gọi lấy chi phí tượng trưng thôi anh chị. Ok, cảm ơn anh. Rồi thì hy vọng sau cái video này thì rất là nhiều anh chị tới ủng hộ anh Lĩnh kỹ thuật phó và tiếp theo là anh Biên kỹ thuật trưởng kiểm tra cuối đúng không? Đó, anh em thợ cũng rất là nhiệt tình. Đây rửa xe đúng không? Đây là rửa, vừa mới rửa xong cho khách hàng này. Đó là em kiểm tra xong rồi rửa. Rửa xong rồi mới giao chứ. Rửa xong rồi mới chạy thử. Rửa sạch sẽ ra rồi em chạy thử chứ đúng không? Thì hiện tượng lúc mà xong xe thì em chạy thử, hoàn thiện xong xuôi rồi thì cho thợ rửa xe nó rửa xe rồi cho khách thanh toán thôi. Thanh toán là lấy xe thôi đúng không? Và trong quá trình trục chặt hay là gì đó là mình tới nhà tận nhà của khách. Thì khi mà mình giao xe cho khách á, thì mình sẽ cam kết cho khách trong thời gian quá trình sử dụng á, nếu mà có trục chặt hay vấn đề gì á hay là bị sao đó thì thắc mắc qua gì em. Thì em hỗ trợ. Khách là qua được thì qua, còn qua là mình tới tận nhà mình lấy xe về mình hỗ trợ thôi cho khách đúng không? Hoặc là xe khách nào mà nếu mà đi làm ở cơ quan mà muốn xa xôi á, không tới được cửa hàng thì mình có thể liên hệ. Liên hệ. Mình qua hỗ trợ xe về cửa hàng luôn. Cái đó liên hệ số điện thoại nào ta? Dạ liên hệ qua số điện thoại hiện tại qua dịch vụ á. Số bao nhiêu? Số bao nhiêu để khách hàng biết. Để anh chị nào muốn làm dịch vụ thì các bạn tới tận nhà lấy, làm xong rồi tới giao thôi. Tới giao cho khách thôi. 0256 0256 390 3939. Đó số điện thoại đó.
0256 3 39 39 39. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Hẹn gặp anh chị lại Toàn Trung 7 Quy Nhơn. Rồi, xin tạm biệt, chào anh chị.